Minh Lan. Đóng tiền quỹ 220 ngàn. Đóng đi, để chiều nay tôi còn đi mua đồ cho lớp nữa nè. Sao tiền quỹ gì mắc dữ vậy bà? Tôi là thủ quỹ, tôi tính kỹ lắm rồi. Mỗi bạn 220 ngàn là đủ cho 2 tháng luôn á. Nè, đừng có tưởng bà là thủ quỹ kêu tôi đóng nhiều tôi phải đóng nhiều nha. Thì bà không đóng thì tôi nói với thầy. Nè nha, ví dụ tổng chi của cả lớp là 3 triệu, đúng không? Bà mua 3 cây chổi với mức giá 180 ngàn trên 3 cây, trong khi đó lớp mình toàn là mất chổi không à. Tại sao bà không mua giá 50 ngàn trên 1 cây rồi tổng cộng là 150? Bà đổi 3 cây quạt trần với mức giá 500 ngàn trên 1 cây, trong khi đó lớp mình toàn là đón gió trời không à. Tại sao không mua với giá 400 ngàn trên 1 cây là tổng cộng là 1,2 triệu rồi? Tiền phấn mà mua 100 ngàn quá mắc. Tôi cảm thấy là chỉ khoảng 70 ngàn hoặc 80 ngàn thôi, thì tổng lại thế là 2,920 triệu. Một bạn chỉ cần đóng 100 ngàn, dư tận 80 ngàn lận nha. Mà không nóng thì thôi. 100 ngàn á là hợp lý lắm rồi, đừng có kê khống. Nè, mấy chục ngàn à. Anh ăn đi. Trong đó hả, có đầy đủ chất luôn, như là chất béo nè, vitamin nè, chất đạm, lân rồi kali nữa. Ủa, đạm, lân, kali, mấy chất đó từ đâu ra vậy? À, thì từ trong thịt nè, rau nè rồi. À, chất đạm là từ trong thịt, còn lân kali là từ trong rau với trứng đúng không? Dạ. Em nấu mà cũng không nhớ nữa. Phải em nấu không vậy? Em nấu với ai? Nhưng mà anh có thích em nấu cho anh ăn mỗi ngày như vậy không? Thích chứ, chỉ cần em nấu là được rồi. Anh thích là được rồi. Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu, nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất. Đồ của mình đưa cho người mình thương, người mình thương đưa cho một người thương khác. Wow, tình yêu nó là một cái gì đó đau khổ mà sao con người ta cứ đâm đầu vô. Bởi vậy đúng là những kẻ ngu si. Mày yêu đi rồi mày biết. Tao đang yêu mà. Vậy mày cũng là những kẻ ngu si thôi. Mà bày đặt triết lý. Nhưng mà tao bớt ngu hơn mày. Đồ tao cho người tao thương chưa bao giờ người tao thương đem đi cho người thương khác hết. Khôn hơn mày là tao mừng rồi. Kệ tao mày. Chị, Lily quá sợ.